tinh hoàn ấy, là nó thuộc cái bộ phận hệ thống sinh dục, nó gồm hai tinh hoàn của nam giới, nó nằm ở trong một cái bìu. Chức năng tinh hoàn ấy chủ yếu là nó đảm bảo cái chức năng của sinh dục, nó gồm hai chức năng, một là sản xuất tinh trùng, tức là duy trì loài giống, và chức năng thứ hai là sản xuất hormone testosterone để duy trì cái nam tính, là hai chức năng cơ bản tinh hoàn. Cái nguyên nhân ấy, về viêm tinh hoàn nó có rất nhiều nguyên nhân, trong đó hai nguyên nhân chính, một là nguyên nhân gọi là những cái gọi là viêm tinh hoàn là đặc hiệu và viêm tinh hoàn không đặc hiệu, tức là những triệu chứng viêm do vi khuẩn ở trong cơ thể mình nó bắc sinh, nó dừng ở đâu nó viêm đấy, ví dụ như dừng tinh hoàn thì viêm tinh hoàn, dừng ở họng thì viêm họng, và dừng ở cơ quan nào thì viêm cơ quan đấy. Cái nhóm giống như nhóm triệu chứng thứ hai là do các bệnh khác gây nên, ví dụ như là bệnh nhân có triệu chứng của cái viêm tinh hoàn do lậu, rồi là do lao tinh hoàn, do ung thư tinh hoàn, hoặc là do cái tràn dịch màng tinh hoàn, hoặc là những cái nhiễm khuẩn do cái bao quy đầu gây nên, ví dụ như viêm mục trèo nó làm cho viêm tuyến tiền liệt, rồi viêm tinh hoàn và tinh hoàn, và viêm các cơ quan khác, gọi là viêm mục trèo đấy, được dòng đấy. Riêng cái độ tuổi thì thường thường là ở cái độ tuổi nào mắc, nhưng mà thường thường là nó hay mắc ở những người phát triển như thanh niên đang độ tuổi phát triển và như người già. Còn trẻ con, trẻ nhỏ thì cũng phát triển nhưng mà cũng mắc, nhưng mà rất ít, cái tuổi từ khoảng 1 đến 6, 7 tuổi thì ít gặp lắm, nhưng mà cái đấy cũng rất ít gặp. Về cái viêm tinh hoàn thì riêng cái nhóm về các bệnh khác thì không nói, nhưng mà riêng cái nhóm về bệnh lý chấn thương thì gặp ở những người hay có luyện tập thể dục thể thao thì nó hay gặp, hay là lao động nặng thì nó hay gặp trong cái bệnh viêm tinh hoàn do chấn thương. Trước tiên cái viêm tinh hoàn nó ảnh hưởng đến quá trình là về vô sinh đấy, nó làm cho nam giới là không có khả năng sinh sản, tùy từng mức độ có thể là từ chỗ là rất ít tinh trùng cho đến không có tinh trùng, và đến là tinh trùng số lượng vừa phải, nó không đạt cái tỷ lệ để cho người ta đạt. Riêng cái điều trị viêm tinh hoàn ấy, thì về nguyên tắc thì dứt khoát là chúng ta phải đến cái cơ sở điều trị uy tín, vì tạng tinh hoàn nó khác các tầng khác, để trong cái điều trị của nó thì nó phải có một cái kế hoạch điều trị thật cụ thể thì bệnh nhân mới có khả năng thực hiện được cái chức năng của tinh hoàn, được đảm bảo cái kết quả trong quá điều trị. Thì đầu tiên là bao giờ người ta cũng phải làm thế nào mà cố định chắc cái tinh hoàn là một, cái thứ hai bao giờ phải dùng kháng sinh đủ liều đấy, thì cái đấy là những cái mà chúng ta tuân thủ trong quá trình điều trị. Riêng cái viêm tinh hoàn ấy, thì bệnh nhân mà có một cái bao quy đầu kèm theo thì thường thường người ta nên kết hợp cắt, là vì thế này, trong quá trình mà bệnh cái bao quy đầu nó dài thì nó hay đọng nước tiểu đấy, nó làm cho sinh nấm, sinh viêm này, rồi là ngứa này, khó chịu này, mùi khai này. Và khi mà nó chùm lên cái lỗ miệng sáo thì nó hay có cái biểu hiện của viêm ngược dòng, nó lên trên nó viêm tinh hoàn, màu tinh hoàn. Thì ở những người mà viêm tinh hoàn mà lâu ngày ấy, thì ta nên có cái biện pháp là đi đến cái cơ sở điều trị là xử trí cái bao quy đầu. Ở đây thì chúng tôi điều trị hai phương pháp, một là điều trị kết hợp giữa kháng sinh và cắt bao quy đầu, là hai cái là thường xuyên điều trị bằng phương pháp kết hợp đấy, cắt để giải quyết tận gốc đối với cái bệnh viêm tinh hoàn.